Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập tại ngõ 75 phố Lụa Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội. Với cái căn nhà này thì đường ngõ ở đây mọi người có thể nhìn thực tế nhé. Đường ô tô Ngọc Ánh đang đứng và cái căn nhà nó nằm ở vị trí cách đúng khoảng tầm 2 nhà là ra tới đường ô tô. Với cái căn nhà này thì nằm ở trong ngõ và cái ngõ này sử dụng chung cho 3 nhà quý vị nhá. Đây, mọi người có thể nhìn thấy không? Một cái ngõ rất là thi vị. Với cái diện tích 43m2, thiết kế và xây dựng 4 tầng với cái căn nhà này thì thiết kế vừa mới hoàn thiện xong hết. Và bây giờ Ngọc Ánh có thể quay gửi tới cho quý vị. Nó thuộc ngõ 75 phố Lụa Vạn Phúc, căn nhà đây. Và đường ô tô kia quý vị nha, kia là đường ô tô và đây là căn nhà. Với cái phần hoàn thiện căn nhà vừa mới xong hết chỉn chu, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, diện tích 43m. Với cái căn nhà này ấy, thì vừa mới hoàn thiện xong, mời theo em vào khám phá cụ thể căn nhà. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế là lớp cửa cuốn nhé mọi người. Và đây là phần phòng khách của ngôi nhà, khá là rộng. Bởi vì diện tích của nó rộng mà mọi người, cho nên là cái vào cái không gian nhà nó khác hẳn với những cái căn nhà diện tích 30-32m. Phần phòng khách riêng biệt ở đây, quý vị vẫn có thể để xe máy ở ngoài và đây có thể kê cho Ngọc Ánh một bộ sofa của khách ở đây, rất là hợp lý. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều được đã lắp đặt đầy đủ. Với cái phần hoàn thiện cơ bản, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng, phần gạch lát nền đấy mọi người có thể nhìn thực tế, kích thước gạch 60-60 vân đá màu trắng, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Đó, đây là cái phần phòng khách. Với cái vị trí căn nhà này thì xung quanh ngập tràn tiện ích. Và cái vị trí phố Lụa Vạn Phúc thì quý vị có thể biết rồi, nó hầu như nó là trung tâm của Hà Đông. Đi từ cái vị trí căn nhà này mà đi ra tới phố Lụa thì nó chỉ khoảng tầm 300m thôi. Đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, phần hoàn thiện tủ bếp. Wow, quý vị có thể nhìn thấy thực tế không? Rất là đẹp, phần hoàn thiện tủ bếp hiện đại, hiện đại nhất như bây giờ, sử dụng chất liệu gỗ ở đây là gỗ ăn cường, chống cong vênh mối mọt với cái độ bền khoảng tầm 8 đến 12 năm. Và ở đây quý vị có thể nhìn thực tế, cái tủ bếp này chủ đầu tư thiết kế lên trên tới tận trần cho mình, hệ thống trần thạch cao ở trong không gian phòng bếp. Và đây là cái phần hoàn thiện tủ bếp, phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304. Đây, chậu rửa, vòi rửa đều đã được lắp đặt đầy đủ, chỉn chu hết rồi. Với cái phần không gian xung quanh bếp thì ở đây quý vị có thể nhìn thực tế là chủ đầu tư ốp toàn bộ đá granite cho mình. Đó. Có cái cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Tủ bếp với hai cái tông màu, màu trắng và màu nâu, rất là hiện đại. Với cái căn nhà này ấy, thì hiện tại chủ nhà đang trả bán là với cái giá bán là 4 tỷ 550 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Với căn nhà này quý vị có thể chi trả trước dung ánh khoảng tầm 2 tỷ tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 35 năm, tối thiểu 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Tiếp theo, với cái phần phòng khách, phòng bếp ở tầng 1 thì ở đây còn một phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng. Bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp rất là chắc chắn. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang, như quý vị nhìn thực tế nói chung có như thế nào thì Ngọc Ánh quay và review cho quý vị đúng là như vậy. Quý vị đến xem nó cũng chỉ được như thế thôi. Toàn bộ thiết kế là gỗ và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Với căn nhà 43m2, thiết kế 4 tầng, giá 4 tỷ 550 triệu đồng, vừa mới hoàn thiện xong hết, có thể dọn đồ về ở mọi người nhé. Mời người theo em lên khám phá tiếp theo các tầng phía trên của ngôi nhà. Với phần hoàn thiện tầng 1 như thế kia và tầng 2 thiết kế ra sao ạ? Tầng 2 thiết kế cầu thang ở giữa, nhà vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ hai bên. Mời quý theo em vào khám phá các phòng ngủ đầu tiên, hướng ra phía mặt ngõ. Đây. Với cái căn phòng ngủ, không gian phòng ngủ này khá là rộng, diện tích nó khoảng tầm được 14-15m2 mọi người ạ. Hệ thống trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng, lấy ánh sáng cũng như không khí vào trong không gian phòng và hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Dưới chân Ngọc Ánh là hệ thống sàn gỗ công nghiệp. Đó, ở tất cả các phòng ngủ là được chủ đầu tư thiết kế sàn gỗ. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim. Từ vị trí căn nhà này mà đi ra phố Lụa thì Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, nó rất là gần. Nó chỉ khoảng tầm 300m thôi. Quý vị nào đang đi làm ở khu vực Hòa Đông hoặc Nguyễn Trãi, Thanh Xuân hoặc là theo cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài thì cái căn nhà này rất phù hợp cho quý vị đi làm nha. Và tiếp theo với cái phòng vệ sinh đây, sử dụng mọi người có thể nhìn thấy khá là rộng. Với cái phòng vệ sinh này thì đều được ốp đá lên trên tới tận trần, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo.
Đấy, căn nhà này đúng theo hiện trạng, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, xây dựng độc lập, duy nhất một căn, hồ sơ điện nước được lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị rồi. Với cái không gian căn nhà này nó rất là thoáng. Ở đây hành lang mọi người có thể nhìn thấy, hành lang đi vào giữa các căn phòng ở đây, có một cái ô cửa sổ cực kỳ mát, thoáng vĩnh viễn cho quý vị. Tiếp theo, đây là cái phần phòng ngủ ở phía bên trong tầng 2. Với cái phần phòng ngủ bên trong ở phía tầng 2 đây, quý vị nhìn thực tế đây, cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ được lắp đặt đầy đủ, hệ thống ở đây là trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Và tiếp theo nó là cái sàn gỗ. Với cái căn nhà 43m² cho nên cái phòng ngủ nó cũng rộng hơn hẳn quý vị ạ. Và cái công năng sử dụng thì tất nhiên là nó cũng sẽ rộng hơn rồi. Đây, cửa thông phòng toàn bộ thiết kế là cửa gỗ, rất là chắc chắn. Mọi người theo em, tiếp theo lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở giữa. Đây, tất cả các ở phía hành lang có hàng quý vị thực tế là có ô cửa sổ rất là thoáng. Còn đâu thì tất cả các phòng thiết kế nó giống nhau. Như vậy với cái căn nhà 43m² như thế này, thiết kế được 4 phòng ngủ riêng biệt quý vị nha. Tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, đi lại giao thông thuận tiện. Với vị trí cái căn phố lụa này thì nó gần với lại cầu Trắng Hà Đông, hoặc là nó gần với lại trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Đó, gần với lại bệnh viện đa khoa, gần với lại bệnh viện quân y 103, bệnh viện ca. Nói chung là như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, với cái căn nhà thuộc phố lụa Vạn Phúc thì nó gần như là trung tâm của Hà Đông rồi quý vị nhá. Đây là phòng vệ sinh, đây là phòng ngủ ở phía tầng 3. Phòng bên trong này rất là thoáng này quý vị ạ. Phòng nào cũng được lắp đặt đầy đủ ống chờ, dây chờ, thiết kế hoàn thiện lên cơ bản căn nhà này khá là chỉnh chu. Và theo đúng hiện trạng thì cái căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Tiếp theo mời người theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phía tầng 4 của ngôi nhà, có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế rất là hài hòa và hợp lý. Ở đây là cái không gian để máy giặt, một cái khu vực riêng nhỏ nhắn hợp lý mọi người ạ. Đây, ống chờ, sàn thoát nước, đầu cấp nước vào, ổ điện. Đây là cái không gian để máy giặt. Tiếp theo, đây là một phòng riêng. Với cái phòng này ở trên tầng 4 thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc. Cái này thì tùy công năng sử dụng, mục đích của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên nếu như tính về cái phòng riêng thì căn nhà này có tổng là 5 phòng riêng quý vị nhé. Và phần còn lại là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Này, đứng từ tòa nhà này thì xung quanh mọi người có thể nhìn thực tế là rất nhiều nhà dân cư đông đúc. Với cái thiết kế ngôi nhà thì khá là hợp lý với cái diện tích sử dụng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn một nút like để ủng hộ em, đăng ký kênh để có thể là những khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.